Hướng dẫn hai cách chèn video từ YouTube vào PowerPoint đơn giản nhất. Khi làm slide thuyết trình trên laptop bằng PowerPoint, đôi lúc có những kiến thức bạn cần dùng đến nguồn video trên YouTube để giải thích, minh họa. Vậy làm thế nào để chèn những video trên YouTube vào slide thuyết trình? Video này mình sẽ hướng dẫn bạn hai cách để chèn video từ YouTube vào PowerPoint cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện. Hướng dẫn trong video này được thực hiện bằng Microsoft PowerPoint 2011. Bạn có thể thực hiện, tương tự với các phiên bản PowerPoint khác, cách đầu tiên để chèn video từ YouTube vào PowerPoint là sử dụng tab Insert. Để thực hiện, bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn dưới đây. Bước 1, bạn truy cập youtube.com và tìm chọn video mình muốn thêm vào slide PowerPoint. Bạn thực hiện copy đường link video để chèn vào PowerPoint. Bước 2, bạn mở PowerPoint và di chuyển đến slide mà mình muốn thêm video vào và chọn tab Insert. Bước 3, tại đây bạn tìm một video và ấn chọn Online Movie. Bước 4, lúc này, bạn dán link video đã sao chép vào thanh tìm kiếm và chọn Insert để hoàn tất. Một cách khác mà bạn có thể dùng để chèn video từ YouTube vào slide thuyết trình là sử dụng mã nhúng. Để thực hiện, bạn làm như sau. Bước 1, trên YouTube, bạn mở video mà mình cần và chọn Chia sẻ. Bước 2, lúc này, trong mục Chia sẻ, bạn chọn nhúng để hiển thị mã nhúng của video. Bước 3, để sao chép mã nhúng của video, bạn ấn chọn sao chép. Bước 4, bạn mở PowerPoint và di chuyển đến slide mà. Mình muốn thêm video vào và chọn tab Insert. Bước 5, tại đây, bạn tìm một video và ấn chọn Online Movie. Bước 6, bạn tiến hành gián đoạn mã nhúng vừa copy vào thanh tìm kiếm và ấn chọn Insert để hoàn thành. Trên đây hai cách chèn video từ YouTube vào PowerPoint nhanh và đơn giản nhất. Chúc các bạn thành công!